Chào thầy, và hôm nay em sẽ tiến hành mô phỏng là bài kiểm tra lần thứ thứ nhất của lớp học xử lý thực tập sáng thứ tư. Và trước tiên thì em sẽ xem lại cái yêu cầu của đề bài. Yêu cầu là ban đầu hiển thị ốp chấm chấm gạch 09. Sau khi nhấn nút ta thì hiển thị theo định dạng XB XB YY, nhấn up thì y tăng lên 1 đơn vị, nhấn down thì y giảm 1 đơn vị. Nếu như x bằng y thì tăng cái sản phẩm lên 1 đơn vị, và ban đầu hiện là 0 0 0 0 0 0 9. Trước tiên nó em sẽ lấy phần cứng. Phần cứng này thì nó đã có trong cái video về vẽ lại phần cứng của LED web trong các cái video trước. Nó chỉ có khác ở cái cảm biến và nút nhấn, vì vậy em sẽ nói ở cái nút nhấn. Thì trước tiên thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng chân RA để cảm biến sẽ đưa dữ liệu vào chân RA4 này. Và vì em sẽ sử dụng cái logic tay này để thay đổi với trạng thái 1 0 để thể hiện cái việc có cái sản phẩm qua. Khi nó lên 0 và từ 0 lên 1 và về 0 thì cũng coi như là một sản phẩm đi qua. Về nút nhấn thì theo cái thư viện cho. Ở đây em sử dụng nút up, nút down và nút nút CLR. CLR em cho nó là nút 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 ta trong cái bài của mình. Đây. Ba nút này nó sẽ là BT0, BT1, BT2 tương đương với BT0 là chân RB5, BT1 là RB4 và BT2 là RB3. Có nghĩa là nút up sẽ là chân 5, down là chân 4 và nút ta sẽ là chân 3. Đây. Nút đầu tiên là nút. Đầu tiên là nút ta. Lúc này là lúc đau. Lúc đau là chân 24. Lúc cuối cùng là lúc úp. Và phần cứng thì đã xong, mình tới phần mềm. Hết code. Đây, trước tiên thì em dùng biến tay không để cái biến nó nhận cái dữ liệu từ cái thăm mơ không đưa về, chúng ta sẽ cho nó vào biến tay không. Y sẽ là cái biến để chúng ta giải mã ra cái Y bên ngoài. Sản phẩm sẽ là cái biến để chúng ta mã hóa cũng như giải mã ra led ở vị trí vị trí XB này. Em sẽ dùng ngắt ngoài ngắt cờ B để kiểm tra cái nút ở khi chúng ta nhấn vào cái chân RB của còn bit thì nó sẽ ngắt để thực hiện cái lệnh. Đây, nút up thì em sử dụng chống dội cho nút up. Và khi nhấn up thì biến y sẽ tăng lên 1 đơn vị. Và tương tự như vậy là nó là up down, nút down thì cũng giống như nút up. Rồi ở đây em sử dụng hai hàm hiển thị. Hàm này hiển thị khi chưa nhấn nút ta.
Ở đâu thì vị trí đầu tiên nó sẽ hiện là 09. Còn này là các ký tự là các ký tự này 0FF chấm chấm nhập 09 nhầm 90. Đây cái hàm này sẽ hiển thị khi mà chúng ta nhấn nút ta. Thì hai hai vị trí đầu của con led đầu tiên thì nó sẽ hiện cái mã bây đầu ngô y, cái đó là dấu gạch, cái đó là cái sản phẩm, cái đó là dấu gạch và cái đó là cái dữ liệu T0, cái sản phẩm số, cái số đếm được, cái số sản phẩm, cái số lần cảm biến đọc được. Còn cái này là số sản phẩm. Đầu tiên dính thì chúng ta sẽ bỏ IC setup thông bằng 0 để đếm sản phẩm. Mới đầu thì chúng ta sẽ cho giá trị nó là 0, có nghĩa là T0 cũng bằng 0 đó. Rồi cho ngắt toàn cục ngắt RB, ban đầu y bằng 9 như vậy. Lúc đầu chúng ta hiện là up 9.09, giờ thì vậy thì y nó sẽ là 9. Trạng thái ban đầu thì chúng ta sẽ hiển thị cái hàm hiển thị đầu tiên vì chưa những lúc ta, chúng ta sẽ cho T0 bằng 0 và sản phẩm bằng 0. Đây, khi mà chúng ta nhấn nút ta, nhấn nút ta thì chúng ta sẽ bắt đầu cái vòng lặp while loop. Cái đoạn này có nghĩa là nếu như chúng ta, nếu như biến T0 nó còn bằng 0 thì chúng ta sẽ không làm gì. Nếu như nó khác không thì chúng ta sẽ bắt đầu xét thêm nếu nó khác không thì chúng ta sẽ xét xem nó có lớn hơn cái y không. Nếu nó lớn hơn y có nghĩa là nó bằng y rồi đó. Ví dụ như 12 bằng 12 thì nó sẽ set timer về 1, có nghĩa là T0 về 1 và sản phẩm tăng lên 1. Và hiển thị lại cái những cái số mà chúng ta vừa cập nhật dữ liệu. Rồi chúng ta sẽ tiến hành mô phỏng. Nó hiện là ớt không chấm chấm gạch 09 chúng ta hiện 0009 tăng biến y lên giảm tăng biến tăng giá trị ít ít lên khi mà có cái hoạt đi qua cảm biến. Nó bằng, tuy nhiên dòng code này thì nó khi nó bằng không tăng, nhưng khi nó vượt qua thì nó sẽ tăng. Cái dòng này nó cũng sẽ tương đương với cái yêu cầu của đề bài thôi. Đây là phần mô phỏng của em đến đây là kết thúc.